Nhà mình một năm mới sung túc an lành. Cái giá của việc trêu tức ta chính là cái chết. Tiểu nhân biết rồi, mong đại nhân tha cho thê tử ta và hài nhi trong bụng nàng ấy. Lôi xuống. Tướng công. Nương tử. Không biết tri phủ đại nhân từ xa tới nên hạ quan không tiếp đón từ xa. Quyện thái gia ức hiếp bá tánh, xin tri phủ đại nhân hãy làm chủ cho dân nữ. Câm miệng, không được nói hàm hồ. Thank you.
Cái giá của việc trêu tức ta chính là cái chết. Tiểu nhân biết rồi, mong đại nhân tha cho thê tử ta và hài nhi trong bụng nàng ấy. Lôi xuống. Tướng công. Nương tử. Không biết tri phủ đại nhân từ xa tới nên hạ quan không tiếp đón từ xa. Quyện thái gia ức hiếp bá tánh, xin tri phủ đại nhân hãy làm chủ cho dân nữ. Câm miệng, không được nói hàm hồ.